Hello everyone. So today in our learning, you need to remember that the two comparative and superlative adjectives. Okay. Chúng ta ta vậy tới chữ comparative rồi superlative adjectives. Chúng ta sẽ làm bài tập bài tập tiếp. Okay. Ở đây chúng mình sẽ mở bài học khác là sẽ nhận miền đối thọ. London is bigger than Paris. Cái ta. Thì còn long thông chiêng thì còn Paris. Okay. Chúng mình bài học mới tiếp. Paris is more beautiful. Thì trong Paris rất là chiêng. Okay, giờ mới tiếp giờ mới sáng kiến mới bây giờ tiến sân tới. Hay giờ mới is the most exciting place which is a line that could open port. Okay. Bây giờ mới tiếp this is the best restaurant in the world. Nị cứ chỉ phổ trên địa than để open port trong lục. Okay. Giờ mới giờ miền bị big nó có bigger. Ta bị thằng pi nó miền tầm nét lòng với những cái này. Okay. Mỗi big bigger. Okay. Hai riêng thờ về có bậc cao về mặt đại nào. Hai riêng có miền bị beautiful có more beautiful cho anh đang mạnh đá. Hay mình bị exciting hay the more exciting ta biết mình tận nó ấy mới kia hay cho biết the best ta the best nắng bị climb mà bị ấy kì cái anh chăng giờ nó sơ sảo mà ta lỡ vì để tao chỉ mới comparative nó superlative nắng cái anh nó vừa cho biết thì phải bigger được the more nắng cái con chăn à lên cho ta đó chấm nói bắt top thà ta giờ bậc cao ở con niệm thân nạ ở biết thì được thân nạ của phổ thông đại việt nào cái à lên chỉ one syllable adjective sự thà con niệm một chiêng chúng ta miền adjective của nền niệm, chúng ta miền comparative, thân nạp tiếp tiếp, hay chúng ta miền superlative cứ thân nạp các bộ phận phốt, ok? À lại ưu thôn bị môi sơn người ta all, chúng all phải ta cha, bớt sơn bây giờ người ta cha chiềng, ta chúng phải làm mới chứ, chúng all từ chia older, nó cha chiềng, ok? Ở chỗ bớt sơn như vậy ta cha bổn phốt, ok? Cha chiềng kia người ta không chuẩn nào, ok? Thân nạp các bộ phận phốt, chúng ta chia the oldest, ok? Chúng viêm bài từ chân chúng ok, nó chụp bộ côn niêm tại một chiêng như mới, ố như ăn tại một mặt tệ, nó cứ một chiêng này. Ok, nhưng mà bây giờ mình tiếp safe, ok. Chiêng safe, thơm mạch đá. Chiêng tầm bay bằng bay, tôi chưa comparative, cứ safer, tôi chưa safer, ok. Chiêng chiêng sẽ kết với ta côn niêm một chiêng, cứ dùng một time ER, ok. Rồi cơ bởi xin chiêng miền E sẽ phát dùng time O, tại bàn này, ER, rồi cơ O. Tạo đó bê là, ở thân nạc, ở khu vùng phốt vĩnh, superlative vĩnh, tôi chưa the safest, ok. Ok, chúng mình biết big, ok, cho biết đại dương chứng ngọt mà nhảy. Chẳng big, tôi không comparative, tôi chỉ bigger. Tại sao tại cạn này, nó dương riêng nó khẳng cài bằng tới tiết big nâng. Vì thử tại tầm ruột, ok. Cho, tôi chỉ superlative, tôi chỉ the biggest, ok. Ok, chúng mình biết tiết hot, ok. Chẳng hot, comparative, tôi chỉ hotter, hotter. Đó biết là tôi chỉ nạ superlative, tôi chỉ the hottest, ok. Ok, chẳng dễ mơ cầm rú, chú tôi tới sở mà vấn, one syllable adjectives, cô nền niêm tại một chiếng, cứ dương bằng time ER, rồi có EST. ER nó như không comparative hay EST, nơi thân nạc khu vùng phật, ok, thân nạc khu vùng phật, thân nạc khu vùng phật nâng. Ok, à lời dương chô đó adjectives ending in Y, cô nền niêm bằng chọc đó Y, ta cô nền niêm bằng chọc đó Y, như thật thương mệnh vấn. Chú mơ thô bị noisy. Chúng nói gì đây u o được gọi là nhẹ nhảy. Ta bây giờ cho nhảy tha chiến nhẹ nhảy chiến được u o chiến cứ tới chia. Ok noisy ở noisy ở. Giờ nơi ta bằng time ER đây mà miền vai cạn đấy nên có bằng tái nhưng thật đồ vai sần ok ok. Ta giờ cho tới chia superlative với tới chia the noisy s ok chẳng ăn chẳng the noisy s ok. Giờ mà biểu thiết dirty chẳng biểu dirty tới chia the dirt dirtier dirtier. Tớ cho tớ chia thẳng bằng đách, the dirtiest, ok. Ok, chúng mơ biểu tiết happy. Chẳng happy tớ chia happier, happier. Đó biết thẳng bằng đách, tớ chia the happiest, ok. Ok, anh chẳng sử dụng một bánh, cùng niên tại bà chọc con chung bài why. Chúng mơ sấn, chúng thầy tại bà đô why tớ chia ai sân bằng bà thêm ER hàng cao, ok. À đây chúng mơ cả này tí bày two or more syllable adjectives. Ta cùng niên chạp bì bì chiêng, rồi có chẳng chẳng bì chiêng lãng tờ, ta dùng thầy thơm mệt. Ok, lấy dương mơ sân, dương miên comparative đã, superlative đã, dương mơ biệt, boring. Chẳng boring cứ vì ở miên mà chạp đầy vài thế, vì chạp đầy phía lãng tới ấy, bởi một chiếc như thạm ý ở, tại bởi phía lãng tới, ta cứ thuộc mệt, ok. Chẳng là không comparative cứ dương pra, more, ok, more boring, dương dương sự kết mơ phóng. More boring, này thả thôn tròn chiếc, ok, cho thôn tròn phó tới chiếc, the most boring, ok. Chẳng dương mơ, superlative, phía lãng tới cứ pra the most, ok. Ok, mơ beautiful, beautiful, vì sân thập bầy ấy. Beautiful, tớ chia, more beautiful. Hay tớ bê thân nạ, superlative, tớ chia, the most beautiful.
Cái này chia tha nơi thế nào ở superlative nhưng prạ đỡ là hồ tới cái dân chàm phong ở trên miền bị interesting chương interesting chạp rõm chiếng ta chế more interesting cái dân từ của chạp rõm interesting là bê của chạp rõm chiếng more interesting chứ của chạp rõm một phút ta chế the most interesting ok dân dân mơ cả rằng này chạp bị bị chế lan tay đại khám miền vái dân ta đại prạ more nơi khăn comparative hay dân prạ the most nơi khăn superlative ok ok Okay, cho cả này tí bốn irregular adjectives có nền niệm prai pro cho họ vậy tới nền niệm prai pro hai yên thua biết tới chưa comparative được có superlative đối mặt chứ cái là chương mơ sần chương mơ là đá bay nắng chương mơ biết good chương good vị chia có nền niệm prai pro là vì ở part time e o được có est thế vì tôi bây giờ mà chieng cả đó chương bây giờ bây giờ phong chương good tới chưa comparative good là đặc biệt là chieng better okay better đặc biệt là bằng pot the best okay chính như tôi chăm bia ở đơn thằng good nó bây giờ tiếp tiếp cứ lo chiến cứ better rồi nó bây lo bằng pot cứ the best okay okay chứ mơ pin mới tiết bad okay giống bad chứ mình ăn gì better bạn thấy bây giờ phong better better nó cứ khỏi chứng ở bad tôi chia worse worse tôi chia worse đó bây akra bằng pot giống akra chiến worse akra bằng pot the worst chứng khó khăn nhất thằng thằng mỗi worse mỗi đồ mình thi này càng cao thì mình thật worst you know bây giờ thì ok ta tổng mười cả bậc trên sầm lên nè ok giờ mà bịa pha chẳng pha chừng ngày đã bê chừng ngày chiến tới chia further further ok cho chừng ngày bằng pot furthest furthest ok à lấy dương cái lấy mơ pronunciation bịa thành đơn sấn đồng bây giờ cho bà lo bộ cả án về sầm khán mình tên giờ mà bịa đi chừng ngày thá better better chẳng better vì mà bị good ok lo chiến cứ better lo pot cứ the best ok Ok, chúng mình biết đi, mình cứ worse, mình cứ worse, ok, anh đang worse. Hay là bây giờ đã từ worst, ok, chúng mình ở sinh viên không năng phóng worse. Là bây giờ biết đi cứ further, further. À thì ấy là cái nào xâm lấy, cứ như hình liên đá trên, bây giờ mình trên thật đỡ mên tái như hình liên đá trên khẩm thì further, ok, further. Là bây giờ đi, furthest, chúng mình ở trong cái cứ sinh viên cứ sinh ị, chính như anh là furthest, furthest, ok, furthest. Chẳng cần cho một trẻ thả sinh này cứ sinh ở ở cái là lệnh bay chụp pin cứ sinh ở cái này không phải chỉ nào làm như check mới ok chẳng sử dụng với cho tôi chỉ mua nắng cô là niềm prai pro dương mở chạm phong để tôi một cái án là tầm khăn đấy bây giờ bây giờ phong ok alo dương cho cả này bị xe bảo vía cái thả adjectives which end in one vowel and one consonant double the consonant ok anh giải thích adjective which end in one vowel and one consonant double the consonant cái ta có thể niệm tại bản chấp đào sạ muối nằm chỗ gì nè muối tầm ruột chỗ gì nè ok chứ mà cả 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 này cả big 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 mấy cứ cái tầm ruột chi là sao tại vì mà chiềng hay càng cái viên miền chỗ gì nè muối miền sạ muối ok ở đây mà bị một thứ fit tới chữ fitter chứng sạ xong chiếng tới fitter rồi còn fit thể nhưng máu thèm giờ tới tới tại tầm ruột thì the thin tới chữ thinner tầm ruột end ok chứng cả này nó bị giật côn niệm một chiêng cả này bạn nâng hai bên biên càng trong với cứ cho nhẹ môi hay là sạ môi được cả đá nâng cái bây giờ là mình tên ok cả này thì pi cái thà most two syllable adjectives use more or most but some two adjectives two syllable adjectives use er or est cái thà côn niệm pi chiêng pi chan vậy chấp pi chiêng pi chan đôi pi boring mình chứ pi pi chiêng pi chan dùng pra more được most là ngay cái bản thân côn niệm pi chiêng môi chấm nú này tại môi chấm nú này là dùng pra er được est bị chiếm mấy tay nhưng phải ở bàn ok nhưng mà thọp hiện modern tôi chỉ more modern ok the most modern ấy chẳng tử chẳng modern tầm nếp chiếm more modern tầm nếp bằng pot tôi chỉ the most modern ok ok bị một tiết polite tôi chỉ more polite the most polite ok sự phiệp chiếm sự phiệp bằng pot ok tại nhưng mà bị quiet với chẳng quiet tôi chỉ quieter ok chẳng cả này nó cứ dùng phải ở ấy hay tập về cả này nạp superlative với tôi chỉ the quietest chẳng phải est cái nào phải ở chứ thật là pra est vậy nè nằm đằng chứ cái chứ được quietest ok chứ mới bị clever đôi khi đấy bị ở đấy chứ chlat chứ người ta chỉ cleverer chlat bằng pot ta chỉ the cleverest ok ok chứ như chẳng nằm mơ bị bị hàng cao kia đang phong quieter quietest nâng cleverer cleverest đang phong ở trang bìa ok ok lời dương cho tại đó chẳng nói mới tiết cái ta we can make a comparison stronger using much and a lot ok chứ người ta dương ai thôi ở cả biểu thiếp càng để khăng đòi pra much rồi có a lot chứ à much những cái prai ta chán được có a lot những cái prai ta chán được kia này ở đây mới thôi cái ta London is much more beautiful than Paris chứ
ទីក្រុងឡុងហ្នឹងវាលក្ខណៈថាស្រស់ស្អាតច្រើនជាងយើប្រើពាក្យច្រើនជាងទៀតអូខេជាង Paris ទីក្រុង Paris ទៅហើយមួយទៀត Dave's a lot more handsome than Pete អូខេចឹងគេថា Dave នោះគឺលក្ខណៈសង្ហាច្រើនជាង Pete អូខេសង្ហាច្រើនជាងទៀតអូខេមិនត្រឹមតែជាងគឺប្រើពាក្យច្រើនទៀតដោយសារតែមានពាក្យ more ឬក៏ much ហ្នឹងអូខេយើងមានពាក្យ a lot ពីមុខវាទៀតអូខេអូខេហើយកណ្ដាលទី2គេថា adverbs also have comparatives គេថាអូខេអាសាពិសេសហ្នឹងក៏មានការប្រៀបធៀបការប្រៀបធៀបដែរអូខេអញ្ចឹងមកគេប្រើពាក្យថា comparison of adverb ប្រៀបធៀប adverb យើងរៀនតែ comparative ឬក៏ superlative adjective សម្រាប់លើគុណនាមតែ adverb វាក៏មានការប្រៀបធៀបគ្នាដែរអូខេយើងមើលឧទាហរណ៍ he works harder than you អូខេអញ្ចឹងយើងមើលគាត់ប្រឹងប្រែងធ្វើការជាងអ្នកយើងក៏ចាំថាពាក្យ hard ពេលហ្នឹងវាថ្នាក់ពាក្យជា adverb ហើយហើយវាបញ្ជាក់លក្ខណៈឲ្យពាក្យ verb ពាក្យ work ដែលជា verb អញ្ចឹងពេលហ្នឹងគឺយើង compare adverb ហើយមិនមែន compare adjective ទេអូខេយើងមើលឧទាហរណ៍មួយទៀត can you come earlier than 8:30 អញ្ចឹងគេថាតើអ្នកអាចមកឲ្យមុនម៉ោង8កន្លះបានអត់អញ្ចឹងយើងមើលពាក្យ early ពេលហ្នឹងវាជា adverb ហើយដោយសារតែវាបញ្ជាក់លក្ខណៈឲ្យពាក្យ come ដែលជាក្រិយាសព្ទអូខេអញ្ចឹងក្រិយាសព្ទពាក្យ come នោះវាជា verb ជាក្រិយាសព្ទស្របមកវាទាំងពីរប្រយោគទាំងពីរហ្នឹងគឺការប្រៀបធៀប adverb គេអាចសាប់ពិសេសអូខេអូខេអាហ្នឹងខ្ញុំគាត់ថាប្រយោគបន្តិចទេជ្រាបប្រយោគទេគាត់ថាចង់ប្រាប់ឲ្យដឹងថា adverb ក៏មានការប្រៀបធៀបដែរមិនមែនត្រឹមតែគុណនាមទេអូខេឥឡូវយើងធ្វើ practice បន្តិចសិនយើងមើលតើយើងអាចចាំទេថាតើដើម្បីធ្វើវាទៅជា comparative ឬក៏ superlative តើយើងធ្វើមិនអូខេឥឡូវយើងចំណាយពេល1នាទីឬក៏2នាទីធ្វើវាឲ្យសិនអូខេឥឡូវចិត្តទុកថាយើងធ្វើវាហើយឥឡូវយើងមើលចម្លើយតោះជាមួយពាក្យ boringទៅជា yeah more boring ហើយដល់ពេលថ្នាក់បណ្ដាញ superlative ទៅជា the most boring អូខេចុះពាក្យ far អូខេសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នាចាំពាក្យ far អញ្ចឹង far ទៅជា further អូខេដល់ពេល superlative the furthest អូខេចុះពាក្យ noisy អូខេអញ្ចឹង noisy ទៅជា noisier ដល់ពេល superlative ទៅជា the noisiest អូខេ nice មួយព្យាង្គទេប្រយ័ត្នតែមែនទេពាក្យមួយព្យាង្គទៅជាnicer ទៅជា nicest the nicest okay thank you okay យើងមកពាក្យ bad អញ្ចឹង bad ទៅជា okay ពាក្យ bad កាន់តែពិសេស irregular អញ្ចឹង bad ទៅជា worse okay ដល់ពេលថ្នាក់ superlative ទៅជា the worst សំឡេងវាខុសគ្នាធចុងក្រោយបន្តិចទេ worse គឺសំឡេងសឹកទៅចោលមក okay ដល់ពាក្យ hot អញ្ចឹងពាក្យ hot ទៅជា hotter យើងមើលតម្រួតផងតែតម្រួតគឺខុសហើយតម្រួតធីដល់ពេលថាបណ្ដាច់គឺthe hottest okay តោះពីចុងក្រោយ quiet អញ្ចឹង quiet ខ្ញុំប្រាប់អាចចាំពីគុណនាមចុងក្រោយគេអញ្ចឹង quiet ទៅជា quieter and then the quietest okay យើងប្រយ័ត្នពាក្យហ្នឹងមែនតើ okay ឥឡូវយើងចូល practice number 2 take the correct sentence in each pair យើងគេឲ្យគ្រីសប្រយោគដែលត្រឹមត្រូវនៅក្នុងគូនីមួយៗហ្នឹងគូប្រយោគហ្នឹងយើងមើលឧទាហរណ៍ទី1ថា my TV is bigger than yours អញ្ចឹងមួយទៀតគេថា my TV is more big អញ្ចឹងពាក្យ big ហ្នឹងมันអាចប្រើ more បានទេដោយសារតែវាមួយព្យាង្គអញ្ចឹងចម្លើយគឺ A អូខេ bigger ហើយប្រយ័ត្នផងមួយព្យាង្គទៀតហើយទៅតម្រួតទៀតកាលណៃវាពិសេសជាងគេអូខេអូខេឥឡូវយើងចូលទី2តោះតើមួយណាត្រូវ A ឬក៏ B she is the prettiest girl I know អញ្ចឹងពាក្យហ្នឹងគឺយើងអានថា prettiest ដូចគ្នា prettiest អញ្ចឹងចម្លើយត្រឹមត្រូវគឺ B កាលណៃហ្នឹងគឺមាន y កាលណាមាន y ត្រូវបដូរ y ទៅ i សិនអូខេសង្ឃឹមថាយើងចាំពីលើមកទី3តោះ is the worst film in the world is the worst film in the world ចឹង ABC តាមមួយ AB តាមមួយណាអូខេចម្លើយគឺយើងចូលទៅតើវាថ្នាក់ប្រៀបធៀបឬក៏ថ្នាក់បណ្ដាចឹងពាក្យ worst នៅ A ហ្នឹងគឺប្រៀបធៀបទេតែថ្នាក់ B មាន T គឺថ្នាក់បណ្ដាចឹងយើងចម្លើយត្រូវគឺ B the worst film រឿងណែអាក្រក់អំផុតឬក៏មិនល្អមើលសោះចឹងណាអូខេយើងមើលលេខ4តោះOkay, Tommy is the quietest student in the class. យ៉ាងទី B គេថា Tommy is the most quiet student in the class. អញ្ចឹងចម្លើយវាគឺយើងចាំឯពីមុនខ្ញុំឲ្យមើលគុណនាម2ឲ្យចាំ Okay. អញ្ចឹងចម្លើយគឺ A the quietest student Okay. យ៉ាងកណ្ដាលគឺកណ្ដាលប្រើ ER ឬក៏ EST ចំពោះពាក្យ quiet ហ្នឹង Okay, ឥឡូវយើងមើលចុងក្រោយទី5 A គេថា museums are boringer than parks.ទៅពេល B ថា museums are more boring than parks អញ្ចឹងចម្លើយអញ្ចឹងពាក្យ boring គឺចាប់ពីពីរផ្សេងឡើងទៅអញ្ចឹងគឺ yeah more boring គឺ B ត្រូវអូខេឥឡូវយើងចូលលំហាត់មួយទៀតតើតើមួយប្រើក្នុងប្រយោគម្ដង
ta là dân mờ dân miền ai được thiếu được càng chồng chân thì mỗi tha the country is much okay chân lại đang tới chia dân ai chậm nãy pay thua bia phải chậm môi được pin thì sẵn yeah chỉ cả test mà thêm giường hai cùng mơ video lặng vĩnh dân cả này thua bia ta xong mà thêm giường chạm okay okay lấy cho tôi cả dân thua bia háo dân mơ chậm lại đoạn nhé chân thì mỗi cứ the country is much cleaner yeah bị một chiên cái thảm ị ổ okay tí pi more beautiful tại sao tái bị beautiful bay chiên ngò chúng ta bị pi chiên tới cái pro more ok anh đang được không comparative nạp tiếp tiếp ok hai giờ bông ở thua làm hai được không comparative ta thì bay dogs á yeah noisier ok giờ mở đồ wide phong miền wide được còn chống hai noisier than cats ok tí bốn I think maths is yeah more boring than English anh chỉ cả cần bảo kê thế ok tí pram noise in the city is you mean bit bad chẳng tới chứ worse than in the country cái ta lên rồi nhớ là nhai nơi tí krong nắng phía à krak chân nớ chân là bọt tiền ok tí bảo mối his horse was slower than the others chẳng mà sẽ bảo quạt nó cứ dư chân sơ nè tụi tay tiền ok tí bảo mối I think skiing is yeah dangerous chẳng hạn nó bay phía lan tới tới chỉ more dangerous than ice skating ok ok number 8 our last test was okay more difficult than this one number 9 my house is cho phá chẳng phá tới chỉ further from the from town than your house ok number 10 CDs are more expensive than cassettes ok number 11 London is yeah, bigger pajat namruat phong bigger than Manchester. Number 12, I think American music is chẳng bị good tới chứ. Better than British music, okay? Okay, ở lại dân chơi lùm hạt trong cái tôi chỉ mới superlative. Nhưng chơi như chậm lại p phải chỉ mới được gặp biển thì tạm để ai thưa việt ruột, okay? Và tôi mới dân chơi chậm lại nó cái này. Okay, ở lại cho tôi cái dân thưa việt hào vậy. Ở lại dân mới chậm lại một tới. Tờ number 2, they always stay at the yeah, the most expensive hotel in London, okay? Chẳng expensive, pi phiên, bay phiên lang tới phần bộ hỏi. Number 3, these streets are the dirtiest in the whole town, okay? Number 4, I think New Orleans is one of the most exciting cities in the world, okay? Number 5, which is yeah, the highest city in Europe, okay? Number 6, they have yeah the prettiest garden in the street. Hi number 7. Learning to drive was yeah the most difficult thing in my life, okay? Number 8, yeah, which is the furthest planet from Earth? Yang far to the furthest. Okay, number 9, who's yeah the most intelligent person in your family? Yeah, intelligent cứ nè đã mình pranya chieng ke, okay? Number 10, where can I find yeah good to cheer, yeah the best food in London? And number 11, they bought cheap to cheer, the cheapest mui phieng yeung yeung tham EST to they bought the cheapest car they that they could find, okay? Chong krai I went to New York last year, it was chieng yeung bet to cheer the worst holiday in my life, okay? Chúng sẽ đọc mà quên tới tông cho mọi nạ superlative được comparative nhưng thầm mơ rule bị ở trang phóng hay mơ riêng thua lập mặt đằng quên hay tới tông cho mọi bộ prai bị mua chủ nữ được gặp dấu riêng riêng thua việc được hôn anh tới ok mình là cả sao chứ thầy thua dưỡng chạp trẻ ok ở con trang dưỡng video nó mình thầy phần đăng tế thank you see you in the next video